Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto89. Và anh em hôm nay thì mình lại lên cho anh em một chút đồ. Cũng lại như mọi ngày thôi, một ít đồ rất bình dân để cho anh em, bất kỳ anh em nào có thể chơi được. Và đồ chất lượng âm thanh của Nhật thì anh em luôn luôn tin tưởng là cực kỳ ok anh em nhé. Và anh em nhớ số điện thoại của mình là 0976663776. Và địa chỉ cửa hàng nhà mình là tại địa chỉ 141 đường Chùa Chua, thành phố Yên, tỉnh Hưng Yên. Và bên mình là nhận ship hàng toàn quốc anh em nhé. Anh em hoàn toàn yên tâm là anh em ở đâu thì anh bên mình cũng sẽ ship đến tận nhà cho anh em được. Và quan trọng nhất là anh em cứ thích con nào là được thôi, ship đến tận nhà cho anh em để anh em có thể chốt đơn tại nhà luôn. Rồi ok, không để anh em đợi lâu nữa thì mình sẽ vào sản phẩm luôn cho anh em. Thì cái cọc cục dàn đây, mình đánh số 123 đây rồi. Thì anh em có thể nhìn thấy là ở bên ngoài cùng này cọc số 01, còn bên trên là con dàn UN9 anh em nhé, UN9. Và cái con UN9 này thì đặc thù của nó là mặt của nó mặt nhôm cao cấp này, anh em thể nhìn thấy chất lôm nhôm rất lì luôn, cực kỳ lì, và nó là một trong số những con dàn cao cấp nhất của thằng Onkyo rồi. Đây, đầu 9 mà, đầu 9 là lớn nhất rồi, anh em thể nhìn mặt nhôm rất lì, thiết kế mặt nhôm khá là dày anh em nhé. Đây, hình thức thì còn rất là đẹp. Mình sẽ quay tổng thể để anh em nhìn hình thức một chút nhé. Hình thức đây rất là ok. Đây, cục này vẫn là made in Japan anh em nhé. Đây, ngó phía sau một chút là con này công suất là 66W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Xanh đỏ tím vàng để anh em có thể config được lên 5.1 cho anh em nhé. Đây, cổng audio in là cổng digital đây, để anh em giải mã 24 bit trực tiếp từ những cái bộ nguồn phát quang của anh em, hoặc là từ cái tivi của anh em tại nhà. Smart tivi thì thường bây giờ cái cổng audio mà từ cái jack 3.5 hoặc jack hoa sen nó đã bỏ rồi, và anh em bắt buộc phải dùng cổng giải mã, thì anh em mua con này về làm giải mã 24 bit chuẩn luôn anh em nhé. Đây, in out, line in, line out, và đây là mấy cái cổng out video, anh em chế độ xem DVD. Thì đây anh em để xem hình thức của nó thì rất là ok, mặt mũi đèn xanh, nói chung là con những con đèn xanh là những con cao cấp rồi. Và đây trên là nó khay MD, anh em nhìn thấy là thiết kế của nó phủ luôn, nhìn MD rất đẹp. Bên dưới là khay CD siêu mỏng này, đây rất nhiều công nghệ ở đây anh em nhìn, DVD video này, con này nó có băng tầng Wired rồi anh em nhé, rất nhiều công nghệ, ở mình cũng không rõ là công nghệ gì luôn. Đây DTS thì biết này, thêm thớt này, nghe đa kênh để phân bổ đa kênh cho anh em này, để anh em có thể thiết kế 5.1 đấy, bật cái chế độ đa thớt để lên để xem phim. Và con này là con đa dụng nhất ở trong những cái bộ cục dàn của thằng Onkyo, tại vì nó vừa có thể nghe nhạc được mà vừa có thể config thành một bộ xem phim rất hay tại gia đình của anh em, nó có tạo âm thanh 3D các kiểu anh em nhé. Đây cho anh em, đây là cổng phone này, mặc định nó để khay thì các núm chức năng nó ở đây anh em nhé. Đấy, và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với giá là 2.800.000 anh em nhé. Đầu UN9 là 2.800.000, cực kỳ cao cấp luôn. Và con này thì chắc là không có điểm chê luôn, giải mã 24 bit chuẩn anh em nhé, để phục vụ anh em có thể giải mã từ những cái thiết bị ở nhà của anh em, rất là ok. Và có xuất hiện xuất được ra cái tín hiệu analog thuần luôn. Rồi, con này 2.800.000 UN9. Và con bên dưới này là con Denon, anh em thì nhìn con Denon đây, con Denon này thì vẫn là mặt cao cấp thôi, còn nó con ME55DV anh em nhé, mọi chức năng hoạt động ok, ngoại trừ cái CD nó bị kén đĩa thì con này coi như CD bỏ rồi, không quan trọng. Nếu anh em nào mà chơi không chơi CD thì không quan trọng cái này đâu. Đây nó có surround này, chỉnh này, các chế độ này. Đấy, anh em để nghe nhạc thì anh em để sitte này. Đây, chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt dàn luôn anh em nhé. Đây, các núm chức năng ở đây và cực kỳ nhiều công nghệ ở đây anh em nhìn thấy, lại cũng rất kỳ nhiều công nghệ luôn. Hình thức thì cũng rất là đẹp, hình thức con này rất đẹp anh em nhé. Để quay mặt sau cho anh em xem, con này công suất là 70W và điện nguyên bản 100V. Thì đây là các cái cổng 5.1 của nó này, anh em thì nhìn thấy xuất ra 5.1 này, và đây là tín hiệu quang out này, tín hiệu video out này, kẹp anten để anh em có thể nghe FM đủ 108. Hôm trước có một anh em comment ở trên cái YouTube của mình là hướng dẫn kẹp anten đi, thì ok, ở trong cái video gần nhất thì mình sẽ cố gắng để hướng dẫn anh em kẹp video kẹp cái anten anh em nhé.
đẹp anten cực kỳ ok. Rồi, đây là cái cổng optical in để phục vụ anh em giải mã 24 bit. Và những con có giải mã 24 bit này là toàn những con giải mã cao cấp thôi. Con này thì cũng là một trong số những con cao cấp của thằng Đế Đông, anh em thể nhìn cái mặt của nó là biết thôi. Và cục dàn siêu nặng luôn anh em nhé, hai cục này đều siêu nặng luôn, gần chục cân một cục. Và cái cục này thì hiện tại mình đang để cho anh em với cái giá là 2.200.000 anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì sẽ cứ liên lạc với mình số điện thoại 0976663776 thôi là mình sẽ trả lời anh em. Cục dưới này 2.5 triệu này. Cục trên này là 2.200.000 này và cục trên là 2.800.000 anh em nhé, cọc số 01. Rồi tiếp đến là cọc số 02. Cái con này thì hôm trước giới thiệu đến anh em rồi. Nó là cái con chơi ổ cứng của thằng Sony và con này có thể chép nhạc từ USB vào ổ cứng em nhé. Nhạc chép từ USB đây. Đây cổng USB mặt trước của nó. Và hôm trước thì mình có báo giá cho anh em là 1.500.000 và chắc là anh em nhìn cái hình thức nó xấu thì cũng không muốn lấy rồi. Khả năng là như vậy. Và mình trong video ui dồi ôi, con này đúng là hình thức nó xấu thật anh em ạ. Các cái chỗ này. Giả sử anh em nào mà khéo tay về mũi đề can về dán là đẹp thôi. Đừng sơn anh em nhé. Sơn con này hơi khó. Đây. Copy dữ liệu các phím chức năng ở trên này nó toàn chữ Nhật nhì nhằng thôi, mình cũng không mò mẫm gì đâu. Anh em nào mà chơi thì có thể về mò thôi. Copy các thứ dữ liệu. CD mọi chức năng hoạt động ok anh em nhé. Mọi chức năng hoạt động ok. Ui giời, vẫn nguyên bụi Nhật luôn này. Anh em nhìn đấy, nguyên bụi Nhật. Và hiện tại cái con này thì mình đang để cho anh em với cái giá là 1.100.000 anh em nhé. Bằng tiền ổ cứng thôi, có gì đâu. Ổ cứng thì con này là 80GB, 160GB gì đó, kép chép full nhạc vào luôn được anh em nhé. Kẹp loa đánh ok. Đây, mọi chức năng của nó thì vẫn hoạt động bình thường. Lúc volume nó đây. Rất êm luôn. Và cổng phía sau, mình sẽ quay phía sau cho anh em xem. Đây là các cổng phía sau của nó này. Đây có hai chân ra loa này. Kẹp anten AM, FM này. Và hình như Sony nó chỉ có FM đến 90 anh em nhé, không phải 108 đâu. Đây, công suất là 32W và điện nguyên bản 100V. Và con này mình đang bán cho anh em với giá 1.100.000, đúng bằng tiền ổ cứng luôn. Và anh em nào rất khó có thể mua được một cục dàn chạy ổ cứng mà cái giá rẻ như thế luôn. Rồi ok, 1.100.000 cho cục đấy. Và tiếp đến cục bên dưới là cục Onkyo X9. Và mình đã giới thiệu đến anh em rất nhiều cái mã X9 này rồi. Thì nó là một trong số những con cao cấp của thằng Onkyo. Bên bọn này nó có khay MD vẫn như truyền thống thôi, giống rất giống con X7. Khay truyền thống là bên trên là chạy MD, bên dưới chạy CD và mọi chức năng hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Có giải mã 24 bit và đầu X9 thì chắc chắn là nó sẽ nghe hơn đầu 7, ở đầu 9 nghe sẽ hay hơn đầu 7 rồi. Và nó khác đầu 7 chỗ nào thì ở ngoài hình thức thì anh em thì nhìn thấy ở đây. Thứ nhất là cái tem của nó đã khác rồi, tem này nó ghi X9 này. Con này cũng made in Japan anh em nhé. Công suất là 55W và điện nguyên bản 100V. Đây, nó khác ở cái chỗ là nó có cái cổng processor để anh em có thể cắm kẹp equalizer ở bên ngoài vào anh em nhé. Kẹp equalizer bên ngoài vào. Kẹp anten AM/FM để anh em nghe 108 luôn. Đây, đường optical in anh em nhé. Và có cổng sub out ra sub điện. Đấy, cổng out ra sub điện. Đây là kẹp loa này. Và hiện tại cái con này bây giờ thì mình đang để cho anh em cái giá là 2 triệu tròn anh em nhé. 2 triệu tròn cho một con Onkyo X9 hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ anh em nhé. Cực kỳ ok, đọc CD thì không kén đĩa nào, nhanh hơn cả trộm chó luôn. Đây, đọc cực nhanh. Đấy. Và cam kết tất cả những sản phẩm của mình cam kết là zin nguyên bản toàn bộ anh em nhé. Tất cả là cam kết nguyên zin, không sửa chữa. Hàng của mình về là mình chỉ vệ sinh thôi. Vệ sinh sạch sẽ cho anh em để anh em có thể về nhà sử dụng lâu dài mà không có bị cái trời nồm trời nhức làm hỏng con máy của mình đâu. Còn lại thì không bao giờ mình bán hàng sửa chữa, anh em hoàn toàn yên tâm. Rồi ok, con X9 này 2 triệu này. Và con bên dưới này là con âm ly của thằng Denon M7 anh em nhé. Con này con âm ly của thằng Denon M7 thì nó có các chức năng là chơi như một con âm ly dân dụng. Và có thể là nghe AM, FM trực tiếp trên này đủ 108 luôn. Đây, nó có một cái nút ba lăng để chỉnh như một âm ly dân dụng luôn. Bên dưới là núm chỉnh chép, bát chép trực tiếp bằng núm cơ anh em nhé. Đây là núm volume của nó này. Rất nhiều chức năng. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái cổng phía sau. Đây, phía sau của nó đây. Phía sau của nó là nguyên bản điện 100V và công suất là 45W. Kẹp anten AM, FM. Đây là các cái cổng in-out của nó này anh em nhé. Đây, đánh pre sub điện có thể ra bằng cổng này. Đây là kẹp loa và đánh cực kỳ hay những đôi loa bass 25cm đổ về.
đánh rất hay. Và con này chơi cực kỳ nhỏ gọn anh em nhé, chơi cực kỳ chất đấy. Nó là một trong số những con chất. Và mình khẳng định là cái dòng Denon thì anh em mình không bao giờ phải bàn cãi về chất lượng rồi, nghe rất hay. Và cái con này thì hiện tại mình đang để cho anh em với giá là 1.800.000 anh em nhé, 1.800.000 cho một cái cục âm ly của thằng Denon M7, chỉnh tất cả phím chức năng bằng phím cơ toàn bộ này, cực kỳ tiện lợi cho anh em thể về chơi, độ chi tiết cực kỳ cao anh em nhé. 1.800.000 rồi. Ok, sang cái con số 03 là con cuối cùng, là con Aiwa này mình muốn giới thiệu đến anh em. Thì con này là con cục dàn của thằng Aiwa MG1. Thì CD của nó hơi kén đĩa một chút thì mình cũng coi như bỏ CD đi. Thì còn lại mọi chức năng hoạt động ok. Anh em thể nghe từ điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX đây. Cổng AUX anh em nhé. Cổng AUX và có chức năng iPad để chỉnh iPad này. Đấy, Superbass này. Đây, nó có hai kim vu nó nhảy khá là hay ở đây. Khi anh em nghe nhạc nó sẽ nhảy kim vu anh em nhé. Kim vu điện tử. Đây, hình thức đây, anh em nhìn đây. Đây, con này công suất là 55W và điện nguyên bản 100V. Kẹp loa đây, có đường xúc điện xúc điện ao anh em nhé. Kẹp antenna FM. Đây là cổng AUX để anh em có thể nghe từ điện thoại, máy tính, TV. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với giá là 600.000 anh em nhé. 600.000 và đánh tốt, cặp loa bass dưới 20cm đánh cực kỳ ok. Còn tầm 20cm đổ về thì đánh rất ok. Tại vì thằng Aiwa nó cùng họ thằng Sony mà, nên nó đánh rất căng. Những cái âm ly của thằng Sony đánh căng như thế nào thì Aiwa cũng đánh căng y hệt như thế anh em nhé. 03 là 600.000 rồi. Ok, đến đây mình giới thiệu cho anh em đến cái đống loa. Mình cũng đánh số sẵn ở đây cho anh em rồi. Đây, mình sẽ quay cho anh em một chút thôi. Rồi đến cái cặp số 04 là cặp Onkyo SX9A. Là một trong số những cặp cao cấp của thằng Onkyo. Anh em thể nhìn thấy là mặt trước này thì trên nó là con chép. Con chép đom. Chép đom và từ kép rất cực kỳ cao cấp. Bên dưới là con bát 12cm. À, bát 14cm chứ, con này 14cm anh em nhé. Màng thì màng da chăn, gân rất mềm luôn. Thụt hơi mặt trước, bát 14cm thụt hơi mặt trước. Thùng là thùng phủ PU toàn bộ anh em nhé. Thùng phủ PU toàn bộ nên không thể nào tránh khỏi những vết xước sát nhỏ ở đây. Anh em thấy nhìn cái mặt lưng nó làm đã cao cấp chưa? Mặt lưng làm cao cấp hơn hẳn những con này luôn. Đấy, anh em thấy nhìn mặt lưng nó đã làm cao cấp rồi. Nó là một trong số những con loa cao cấp của thằng Onkyo. Và đây là công suất của nó là 70W và trở kháng là 4 ohm anh em nhé. Con này made in Japan luôn này, vải trưởng. Cái dòng Onkyo thì cực kỳ ít mã made in Japan ở cặp loa anh em nhé. Cặp loa hầu như sản xuất nước thứ ba thôi. Con này made in Japan luôn. Và con này hiện tại thì mình đang bán là 1.800.000 anh em nhé. 1.800.000 cho anh em có một cặp loa Onkyo về anh em đánh những cái âm ly bên này đều rất ok. Hoặc là anh em thì kẹp phụ lời cho karaoke đều rất hay anh em nhé. Có một anh ở đây anh mua đôi một đôi Denon và một đôi Onkyo về để trợ lời luôn, để hát karaoke cho nó sướng. Đấy, đấy là tùy gu của anh em thôi. Rồi đến con số 05, anh em nhìn thấy, đây là cặp Sony anh em nhé. Cặp Sony CMT333. À, cặp Sony MD333. Đây. Công suất là 100W và trở kháng là 6 ohm. Vậy một cặp của nó là sẽ là 200W anh em nhé. 200W cho cặp số 05 này. Con này anh em thể nhìn thấy mặt trước của nó là con bát 12cm và có râu. Anh em nhé, gân thì gân lụa tẩm dầu cực kỳ mềm. Trên này là con siêu chép. Đây, trên con siêu chép. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với giá là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000 cho cái cặp này. Rất là ok, đánh cực kỳ hay. Và anh em có thể về nghe bát của Sony thì anh em biết chất nó căng như thế nào rồi. Cực kỳ hay và chất. Cặp số 05, 1.200.000. Ok. Đến cái cặp số 06 là cái cặp Kenwood SL3. Cặp Kenwood SL3. Anh em nhìn mặt trước của nó đây, bát cũng gân lụa anh em nhé. Màng thì màng carbon, dấu lúm luôn. Bên trên là con siêu chép này. Thụt hơi mặt trước này, thụt hơi mặt trước cho chất bát cực kỳ căng anh em nhé. Và con này thì hiện tại mình đang để là 1.200.000. Con số 06 này, đây. Em thì nhìn công suất của nó là 30W và trở kháng là 6 ohm. Nghe độ chi tiết cực kỳ cao, mà những cái phòng nhỏ nhỏ khoảng tầm 20m² đổ về thì nó đánh cực kỳ hay anh em nhé. Cặp 1.200.000 này thì mình nghĩ là chất âm của những cái dòng này không giờ phải suy nghĩ luôn. Thằng Kenwood những cái con này nó ra, nó đánh, nó giải mít, nó rất có chiều sâu, rất dày và sâu. Bát thì căng, bát cực kỳ căng. Cũng chẳng hiểu sao mà nó làm những con nó gân cứng thì nó bát nó ra căng như vậy. Chắc là dòng này nó thiên về cái âm bát khô, nó đánh cực kỳ căng anh em nhé.
và con này mình đang để 1.200.000. Ok, đến con số 07 và 08 anh em thì nhìn thấy hai con nó giống nhau anh em nhé, hai con giống nhau thì mình sẽ chỉ giới thiệu một con thôi và con kia đồng giá. Đây con số 07 trên này là con Kenwood SG55 anh em nhé, trên là con chép đom màng lõm, chép đom như bình thường anh em thấy nhìn thấy là nó màng nó lồi như thế này, nhưng con này thì nó sẽ lõm vào như này anh em nhé, nó là lõm luôn, nó giống con bát của nó màng carbon lõm và bát của nó là bát cao su 10 cm anh em nhé, thụt hơi mặt trước. Đây, thùng vách thì rất là đẹp anh em nhé, thùng vách rất là đẹp, công suất cũng 30W và trở kháng là 6 ohm, thì con này nhìn nó dài hơn, nó cao hơn con bên cạnh một chút. Đây, thụt hơi mặt trước và nguyên bản, cam kết nguyên zin nguyên bản toàn bộ, ghép cái phòng mà khoảng tầm 20-25m thì nghe cực kỳ hay. Còn anh em về chợ lời karaoke cũng được, con này chợ lời karaoke được anh em nhé, nó thụt hơi trước cho phần lời khá sáng luôn. Và cái cặp số 07 và 08 này mình đều để giá là 1.200.000 anh em nhé, 1.200.000. Và cặp số 08 này thì màu của nó đậm hơn, anh em thì nhìn thấy màu gỗ nó đậm hơn cái cặp số 07. Đấy tùy gu sở thích của anh em thôi, anh em thích màu nào thì báo mình thì mình sẽ gửi cho anh em cái màu đấy. Rồi, cái video hôm nay thì chắc mình cũng chỉ lên ngắn gọn vậy thôi. Và ở cái video tiếp theo thì chắc là mình sẽ có một ít củ loa để mình giới thiệu đến anh em. Anh em nào mà thích cái củ loa thì cứ bấm theo dõi kênh của mình để hôm sau mình sẽ cập nhật được những cái sản phẩm là những cái củ loa nội địa bóc máy cho anh em luôn. Bóc loa cho anh em, tại vì mình vừa về có một số thùng loa nó bị vỡ và bắt buộc phải bóc thùng ra, giã củ ra để bán cho anh em. Thì đấy cũng là một cái điều rất buồn, tại vì là vận chuyển hàng thì không thể nào tránh khỏi rủi ro được, nên anh em cũng thông cảm giúp mình là những cái sản phẩm mà đến được tay anh em nó còn nguyên vẹn là nó cũng qua một chặng đường khá là gian nan rồi. Thế là anh em mình dùng đồ thì cố gắng giữ gìn một chút, đừng để nó bị làm sao đấy thì đến lúc đấy anh em mình lại thất vọng. Rồi ok, cái video hôm nay thì mình xin phép dừng tại đây thôi. Chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.